Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Quý vị thử kiểm tra xem là hiện giờ tâm mình nó đang ở đâu? Đang nghĩ về cái gì? Nó đang chú ý vào đối tượng nào? Nếu mà chúng ta nhìn kỹ vào trong đời sống của mình á, thì chúng ta thấy từ khi chúng ta thức dậy cho tới khi lên giường ngủ thì hầu hết chúng ta đều để cho tâm mình trôi nổi tự do. Hết nắm bắt đối tượng này, rồi nắm bắt đối tượng khác. Hết nghĩ chuyện quá khứ, rồi tưởng tới tương lai. Và chúng ta dường như chưa bao giờ đặt cho mình một câu hỏi là còn một cái điểm nào tốt hơn để mà mình đặt tâm mình vào hay không? Tại vì kinh nghiệm cho thấy là những đối tượng mà mình chú ý quá nhiều vào, hy vọng, kỳ vọng, chờ đợi, thì nó không diễn ra đúng như ý của mình. Công việc hay là một đối tượng thương yêu có thể đem lại cho mình chút cảm giác dễ chịu, thoải mái. Và mình có thể gọi đó là cảm giác sung sướng, hạnh phúc. Nhưng mà rõ ràng là tính chất công việc thì cũng luôn thay đổi. Và con người cũng thường hay thay đổi. Cho nên nếu mà mình đặt cái đời sống của mình vào một đối tượng nào duy nhất thì rất là nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Tại vì điều đó có nghĩa là hạnh phúc của mình là tùy thuộc vào người đó hay là công việc đó. Nếu công việc đó hay là người đó họ thỏa mãn được những cái nhu cầu của mình thì mình có hạnh phúc. Và ngược lại, nếu họ không thể đáp ứng được, họ không thể đáp ứng được cũng không có nghĩa là họ thay đổi. Mà tại vì cái muốn của chúng ta thay đổi, nó tăng tốc. Cho nên là các đối tượng đó không thể đáp ứng nổi. Và như vậy thì chúng ta gặt hái những cái điều bất như ý liên tục mỗi ngày trong đời sống. Nếu mình làm một phép thống kê thì mình thấy hạnh phúc không có nhiều, rất là ít ỏi. Khổ đau thì nhiều hơn. Nói như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đó là chúng ta thường hay ở trọ trong trái tim của người khác. Tim em ở trọ là tôi. Tức là lúc nào mình cũng nghĩ tới đối tượng mình thương yêu, nghĩ xem là bây giờ họ đang làm cái gì, họ có vui không, họ có hạnh phúc không, họ có nhớ tới mình không, họ có còn thương mình nhiều không. Lúc nào mình cũng nghĩ tới đối tượng thương yêu, nghĩa là mình sống ở trong con người của đối tượng đó, sống ở trong tâm của đối tượng đó. Và từ khi mình quen biết người đó, mình thương yêu người đó, là mình bỏ hết con người của mình để mình chạy theo đối tượng đó. Có một công việc ưa thích cũng vậy. Mình dành hết con người mình cho nó, vắt cạn kiệt năng lượng cũng vì nó. Mà mình thật sự là không có thời gian cho bản thân, bỏ bê con người của mình. Mình sinh ra một đứa con cũng vậy. Đứa con là tất cả.
Và các bậc phụ huynh, nhất là các bậc phụ huynh Đông phương hay là người Việt Nam nói riêng, là gạt hết mọi thứ qua một bên để dồn hết tâm lực cho con của mình, chết sống cũng vì con. Người mẹ dõi theo con từng bước đi, từng hơi thở, mãi tới khi con lớn lên đã có thể vào đời được trên đôi chân của mình, mà người mẹ cũng chưa thể buông đứa con ra được. Tại vì người mẹ không đủ tin rằng nếu mình buông đứa con mình ra thì nó có thể ổn, có thể an toàn, có thể sống vững chãi được. Cho nên dù con mình học đại học, thậm chí con mình đã lập gia đình rồi, nhưng mà mình lúc nào cũng nghĩ về con. Mình sống ở trong trái tim của con, ở trọ trong trái tim của con. Chứ mình ngoài đó ra thì mình không biết sống ở đâu, làm gì bây giờ. Tại vì 18 năm, 20 năm các bậc cha mẹ đã sống vì con rồi. Tất cả là vì con. Mà bây giờ con mình nó muốn độc lập, nó muốn đứng riêng ra, nó muốn mình không can dự vào cuộc đời nó nữa, hoặc là can dự rất ít, và nó tự quyết định cái chuyện hôn nhân cuộc đời của nó, rồi nó ở riêng, rồi nó sinh con, thì mình đau khổ lắm, mình cô đơn lắm, mình thấy cuộc đời này không có gì để đáng sống nữa. Tại vì mấy mươi năm mình đã sống theo cái kiểu đó rồi, cái kiểu mà có một đối tượng để cho mình dựa vào, mà bây giờ nhất thời không còn đối tượng nào để dựa vào thì khổ đau lắm. Công việc cũng vậy. Công việc cho mình một cái điểm tựa rất là hấp dẫn. Mỗi ngày mình rất thích đi làm. Thích đi làm hơn là ở nhà nữa. Tại vì khi mình đi làm thì mình được thể hiện tài năng, thể hiện được bản ngã, cái tôi của mình. Ở công sở thì có rất nhiều lời khen có cánh, những người kính trọng ngưỡng mộ mình. Ở nơi đó mình có thể trình diễn những cái điều tốt đẹp nhất. Mà ở gia đình, những người biết tất tần tật, biết tất cả về con người của mình, từ ưu điểm cho tới khuyết điểm, cho nên là mình không thể trình diễn được. Vì vậy cho nên là nghiện đi làm. Chỉ cần xách cặp táp, mặc đồ đẹp, xịt nước hoa, cởi xe cho tới công sở là hạnh phúc rồi. Và coi như đó là lẽ sống của mình. Nhưng mà kết quả thì sao? Vẫn cô đơn, vẫn lạc lõng, vẫn đau khổ triền miên. Là tại vì công việc nó cũng bấp bênh lắm. Có lúc được, có lúc không. Có lúc thành, có lúc bại. Có lúc sếp dễ thương thì mình hạnh phúc. Sếp khó chịu thì mình cũng khó chịu theo. Có lúc mình nói nhân viên nghe thì mình hạnh phúc. Còn những lúc nhân viên phản bác lại, biểu tình chống đối mình thì mình không thể hạnh phúc được. Đó, quý vị có thấy không? Lúc nào chúng ta cũng đặt tâm chúng ta ở bên ngoài, sống chết vì cái bên ngoài. Thì theo kinh nghiệm của Đức Phật, theo sự giác ngộ của Đức Phật, thì Đức Phật nói cách này không an toàn, rất là mạo hiểm. Đức Phật thấy có một nơi mà mình có thể gửi gắm tâm hồn mình ở đó, trú ngụ ở đó, rất là an toàn. Đó là chính con người của mình. Đức Phật nói chúng ta giống như là những kẻ hành hương, những kẻ đi lang thang, đi tìm hạnh phúc. Và chúng ta tin rằng người khác có thể làm cho mình có hạnh phúc. Cho nên chúng ta hết chụp bắt đối tượng này, rồi lại chụp bắt đối tượng khác. Chúng ta kỳ vọng hết người này, rồi kỳ vọng vào người khác. Chúng ta tin hết vào công việc này, rồi chúng ta lại đổi sang công việc khác, và chúng ta vẫn tin rằng như vậy sẽ tốt hơn, sẽ ổn hơn, và sẽ hạnh phúc hơn. Chúng ta chưa có biết xài hai chữ nương tựa. Chúng ta không có nghĩ rằng là mình đang nương tựa đâu, hay là dựa dẫm đâu.
mà kỳ thực là chúng ta đã nương tựa, đã dựa dẫm vào các đối tượng bên ngoài. Quý vị thử nhìn lại tâm của mình thì biết. Ít nhất là trong giây phút này, quý vị cũng dồn hết mọi sự chú ý về bài pháp giảng. Chú ý về thầy Minh Niệm đang ngồi đây. Chứ quý vị cũng không nhớ chú ý tới chính mình. Câu hỏi đặt ra là trong khi nghe pháp giảng thì làm sao chú ý vào chính mình? Thật ra là quý vị có thể làm được. Nếu quý vị có hành thiền, có luyện tập thiền, thì quý vị sẽ học được cái kỹ thuật là vừa quan sát một đối tượng bên ngoài mà vẫn vừa quan sát được chính mình. Có lúc mình chú ý vào đối tượng bên ngoài nhiều hơn, có lúc mình chú ý vào chính mình nhiều hơn, có lúc mình giữ sự cân bằng giữa đối tượng bên ngoài và chính mình, hoặc là có lúc mình dành trọn cho chính mình. Chú ý vào chính mình là như thế nào? Đó là mình để ý tới thân thể của mình đang căng thẳng hay là đang thư giãn. Trong khi nghe pháp giảng này thì cái cảm giác của mình là dễ chịu hay là khó chịu? Và thỉnh thoảng mình cũng kiểm tra là trong tâm mình đang suy nghĩ cái gì? Có phản ứng, có liên tưởng, có suy nghĩ về một đối tượng nào không? Thì cái đó là mình đang trở về với chính mình. Và cái quá trình chúng ta học Phật, luyện tập theo những cái phương pháp của Đạo Phật, đó là cuộc hành trình chúng ta trở về với chính mình, trở về nội tâm. Thiền sư Làng Mai Thích Nhất Hạnh có nói một câu rất là ấn tượng. Đó là lối ra cũng chính là lối vào nội tâm. Quý vị có đang mắc kẹt vào một cái nỗi khổ niềm đau nào không? Có đang gặp những cái vấn đề rắc rối mà không thể giải quyết được không? Quý vị có đang tìm cách thoát ra khỏi cái tình trạng bế tắc của mình không? Thì theo tuệ giác của thiền sư Làng Mai, đó là đừng có tìm cách thoát. Đừng thoát đi đâu hết. Đừng cố gắng thay đổi đối tượng. Không phải đối tượng là cái kẻ làm cho mình khổ đau đâu. Mặc dầu đối tượng có thể đóng góp, có thể là tác nhân, có thể kích hoạt vào phiền não của mình. Mặc dầu những điều kiện bên ngoài là có ảnh hưởng, có tác động, nhưng mà đối tượng chính, thủ phạm chính làm cho chúng ta mắc kẹt vào khổ đau, đó là ai? Là chính ta, là phiền não, là cái thứ ở bên trong, chứ không phải ở bên ngoài. Là tại vì nếu quý vị vững chãi, quý vị hàng phục được cơ bản phiền não của mình, quý vị an nhiên tự tại, quý vị tràn đầy năng lượng, thì sẽ không ai có thể làm khổ mình được cả. Chắc chắn là như vậy. Và chúng ta đã từng thấy, đã từng chứng kiến có những người vững chãi, có những người tràn đầy năng lượng, có những người làm chủ bản thân họ rất là tốt. Họ có đời sống bên trong rất là sâu, rất là vững. Cho nên họ không dễ bị tác động bởi ngoại cảnh. Những khó khăn cũng có thể xảy ra trong cuộc đời của họ. Họ cũng có khó nhiều những nghịch cảnh. Nhưng mà dường như những thứ đó không làm gì được họ cả. Không làm gì được cả. Tại vì họ có một cái sức chịu đựng rất là kiên cường. Họ có một cái dung lượng trái tim rất là rộng lớn. Cho nên họ đón nhận được tất cả. Điều đó có nghĩa là tâm chúng ta nó quyết định nên tất cả. Nếu tâm chúng ta yếu, hết năng lượng, nhiều phiền não, thì dĩ nhiên là sẽ bị hoàn cảnh đánh cho gục ngã. Một đối tượng hơi dữ một chút, hơi khó chịu một chút,
là cũng có thể làm cho chúng ta tổn thương, đau đớn. Và ngược lại, nếu chúng ta có một nội lực vững vàng, một năng lượng tràn đầy, một sự tỉnh giác liên tục, thì rất khó có điều kiện nào ở bên ngoài có thể làm cho chúng ta lung lay hay là sụp đổ được. Như vậy, cách giải quyết vấn đề, cách giải quyết những khó khăn của chúng ta, đó là đi vào, trở về với chính mình, trở về với nội tâm của mình. Nơi đó có chứa hang ổ của bản ngã, của phiền não, của tham sân si, của những đòi hỏi, của những mong cầu và cả sự dựa dẫm vào các đối tượng ở bên ngoài. Nhưng mà biết làm sao được? Từ nhỏ tới lớn, đâu có ai dạy mình là phải quay về nương tựa chính mình đâu. Nhiều khi các bậc cha mẹ lúc nào cũng bảo con mình phải nương tựa vào cha mẹ thôi, phải nghe lời cha mẹ, cái gì cũng phải hỏi cha mẹ, không được suy nghĩ riêng, không được làm theo cách của mình. Vào trường học, bước ra trường đời, người ta cũng dạy mình là phải cắm đầu cắm cổ đi làm, kiếm thật nhiều tiền, thể hiện tài năng, làm sao cho người ta thích mình, làm sao cho người ta kính trọng mình, làm sao cho người ta nể phục yêu thương mình, thu hút được càng nhiều đối tượng càng tốt. Nghĩa là cả một cái hệ thống giáo dục và cái guồng máy của xã hội, tâm thức chung của cộng đồng vẫn luôn khuyến khích chúng ta hướng ra bên ngoài, nương tựa vào cái ở bên ngoài. Có một cậu bé mù đến nhà một người bạn chơi. Và anh ta ham thích trò chuyện cho nên là quên là trời đã tối. Thì người bạn kia mới nhắc anh ta thôi là trời tối rồi, anh nên đi về đi. Và người bạn mới trao cho cậu bé mù một cây đèn dầu. Cậu bé mù tức cười quá. Cậu nói, anh giỡn với tôi bị mù mà, anh đưa cái đèn cho tôi để làm cái gì? Thì người bạn kia mới giải thích là anh cứ cầm cái đèn này lên đi, người ta thấy anh, người ta sẽ tránh. Thì nghe có lý phải không quý vị? Cho nên là cậu bé mù đã rất là vui vẻ, cảm ơn người bạn, cầm cái đèn đi về. Thì khi mà bắt đầu cầm cái đèn trên tay á, thì cậu bé mù thay vì dùng cái kỹ năng dò đường của mình bằng các giác quan như là bằng tay chẳng hạn, thì bây giờ cậu bé mù dựa vào cái đèn, tin vào cái đèn, nghĩ rằng là hôm nay mình cầm cái đèn này đưa lên thì chắc là ai cũng sẽ tránh mình hết. Thế nên là cậu cứ đâm thẳng về phía trước. Chẳng mấy chốc thì có một người đâm sầm vào cậu, cả hai ngã nhào. Cậu giận quá, cậu la lên, trời ơi bộ đuôi sao không thấy cái đèn của tôi vậy? Thì người kia ôm bụng cười ngất nói, cái đèn anh tắt lâu rồi anh đuôi ơi. Cậu bé mù đó là ai vậy quý vị? Có thể là chúng ta. Chúng ta có thể nương tựa vào bản thân mình rất tốt. Rất tốt. Trước khi mình quen người đó đó, mình có thể ngồi yên một mình được, không có vấn đề. Có thể ngồi ăn cơm một mình cũng được, không có vấn đề. Có thể ngủ một mình được, không có vấn đề. Có thể đi bộ trên một con đường râm mát một mình, không có vấn đề. Nhưng mà không biết tại sao, từ khi người đó đi vào trong cuộc đời của mình có thêm một nguồn sức mạnh nữa đi vào trong cuộc đời của mình, thì đáng lẽ ra là mình phải mạnh hơn chứ. Chứ tại sao mà bây giờ không thể ngồi một mình được, không thể ăn một mình được, không thể ngủ một mình được, không thể làm việc một mình được? Tại sao? Tại sao trước khi mình được thăng chức,
trước khi mình nhận lãnh cái công việc đó, mình là một người rất là mềm mỏng, rất là dễ thương, rất là thân thiện, sẵn sàng mở lòng lắng nghe những góp ý hay là những khó khăn của người khác. Tại sao bây giờ mình được thăng chức, mình đảm đương những công việc quan trọng đó, thì mình không còn được những phẩm chất như vậy nữa? Tại vì cây đèn, chúng ta đã nắm quá chặt vào những cây đèn. Thật ra cây đèn không có lỗi gì đâu quý vị. Cây đèn có chức năng hỗ trợ rất tốt, rất tốt. Giá như anh chàng mù đó cũng cầm cây đèn, nhưng mà cũng dựa vào thực lực của mình, kết hợp cả hai, cái kỹ năng đi đường có sẵn của mình cùng với cây đèn thì tốt biết mấy, tốt biết mấy. Nhưng mà anh chàng đã không làm được điều đó. Anh chàng đã nương tựa hoàn toàn vào cây đèn. Và đến khi cây đèn nó tắt, tại vì cây đèn là vô thường mà, nó hết dầu thì nó sẽ tắt, mà gió thổi thì nó cũng có thể tắt. Cây đèn đã tắt rồi, hết công dụng rồi, hết xí quách rồi, mà mình vẫn tin rằng cây đèn có thể soi đường chỉ lối cho mình, cây đèn có thể đảm bảo sự an toàn cho mình. Quý vị hãy nhìn kỹ những cây đèn của mình đi. Mình không phải có một cây đèn, phải không quý vị? Rất là nhiều đèn. Và hình như là mỗi ngày mình chỉ dựa vào những cây đèn của mình để sống thôi. Chờ người đó gọi điện thoại tới để sống sót. Chờ một tin nhắn, một email thì mới có thể thở nổi được. Chờ người đó công nhận, nể phục mình thì mình mới sống được. Vậy có phải là mình đang kẹt cứng vào những cây đèn không quý vị? Mình đã quên chính mình, rời xa chính mình rất lâu rồi. Thì Đức Phật nói, quý vị, nương tựa vào các pháp ở bên ngoài, các đối tượng ở bên ngoài không bền vững, không chắc chắn được. Mình có thể sử dụng nó, mình cần nó, nhưng mà đừng có dựa vào nó, đừng kẹt vào nó. Đó là vấn đề. Mà muốn không dựa vào nó, không kẹt vào nó, thì mình phải quay về nương tựa mình là chính. Mình là chính. Còn các đối tượng bên ngoài là phụ thôi. Dù người đó là người mình thương nhất trên đời, thì cũng chỉ là phụ thôi. Mình mới là người chịu trách nhiệm chính cho cuộc đời của mình. Không ai hết ngoài chính mình. Tại vì quý vị nhớ là khi mình đau á, có ai chịu đau thấy cho mình không? Khi mình bệnh đau, nhiều lắm thì nấu cho tô cháo hành, mua thuốc, đưa thuốc cho uống, an ủi vài câu, rồi cứ chịu đau tiếp đi. Chứ ai nói là chiên bớt nỗi đau cho tôi không? Dù có muốn cũng đâu có làm được, phải không quý vị? Rồi khi mình bị ung thư, khi mình bị tai biến mạch máu não, khi mình đi về cõi chết, có ai thấy cho mình đâu. Vậy mà tới giờ phút này mình vẫn còn chưa chịu thương mình nữa là. Giờ phút này mà mình vẫn còn trông chờ người khác đến để thương mình, để làm cái gì đó cho mình vui, cho mình hạnh phúc. Cho nên Đức Phật nói, đó không phải là cách đúng. Đó không phải là cách đúng. Hãy cố gắng trở về đi, mặc dầu rất là khó. Có thể nói trở về nội tâm là một cuộc hành trình gian nan vất vả, chứ không phải dễ dàng gì đâu. Quý vị đã rời xa tâm mình lâu bao nhiêu, mắc kẹt ở chỗ nào, thì cuộc hành trình trở về nội tâm mình càng khó khăn dữ chừng ấy. Không tin thì quý vị thử nhắm mắt lại,
Theo dõi hơi thở đi. 15 phút, nửa giờ đồng hồ. Thì quý vị thấy tâm mình ở đâu? Nó có chịu ở lại với hơi thở không? Không. Thở thì cứ thở, mà tâm nó vẫn cứ lang thang. Mình ép nó chú ý vào hơi thở đi, an trú vào hơi thở đi, trở về với nội tâm đi. Nhưng mà nó không chịu, nó vẫn cứ vùng vẫy, nó vẫn cứ giãy giụa, và nó tiếp tục lao về quá khứ, lao về tương lai. Tại vì sao? Tại vì chúng ta đã tập dược cho nó thói quen đó mấy chục năm nay rồi. Không dễ dàng gì một sớm một chiều mà mình có thể đưa tâm mình trở về với thân được. Mà Đức Phật nói chừng nào mà mình vẫn chưa đưa được tâm trở về với thân thì sự bất an nó vẫn còn tiếp tục xảy ra, và khổ đau nó vẫn còn tiếp tục xảy ra. Cho nên mình đến tới Đạo Phật á, là mình phải học cách trở về nội tâm cho bằng được, dù là mình thực hành theo pháp môn nào đi chăng nữa. Cho dù là mình có quy y, quy y có nghĩa là nương tựa. Con về nương tựa Phật, con về nương tựa Pháp, và con về nương tựa Tăng. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Thì đó chỉ là bước ban đầu thôi. Rốt cuộc rồi thì Đức Phật cũng khuyên chúng ta hãy về nương Phật ở trong con, về nương Pháp ở trong con, và về nương Tăng ở trong con. Chỉ có Phật, Pháp và Tăng ở trong con mới có thể giúp được con. Nhưng mà có vẻ như là tại vì Phật ở trong con á, có nghĩa là chất liệu trí tuệ và từ bi. Ai cũng có chất liệu trí tuệ và từ bi, chứ không phải là chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới có. Pháp ở trong con tức là mình biết cách thức nào để điều phục được phiền não của mình, để mời được chất liệu bình an của mình lên. Và Tăng ở trong con có nghĩa là một cái hợp thể năm uẩn hòa hợp và thanh tịnh cũng ở trong con. Khi mình quy y Phật có nghĩa là mình muốn bước lên con đường tỉnh thức, mà con đường tỉnh thức là con đường quay trở về với nội tâm. Nhưng mà có vẻ như là mấy mươi năm qua, từ khi mình quy y tới giờ thì đường Đức Thế Tôn, Thế Tôn cứ đi, đường con đi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Đức Phật thì vẫn là bậc tỉnh thức, và chúng ta thì vẫn sống trong trầm luân mê muội, một đời sống rất là bất an, vẫn tiếp tục nương tựa vào quyền lực, nương tựa vào sắc dục, vẫn nương tựa vào cái bên ngoài, chứ mình có nương tựa vào Phật ở trong lòng mình đâu, mình có nương tựa vào Pháp và Tăng ở trong lòng mình đâu. Cho nên đã đến lúc bất an như vậy cũng đã đủ rồi. Bị cuộc đời quật ngã như thế cũng đã đủ lắm rồi. Dựa dẫm vào người khác như vậy cũng đã mệt lắm rồi. Mình không thể tiếp tục chơi cái trò này nữa. Không thể tiếp tục tìm thêm một đối tượng để dựa vào nữa. Không thể tìm thêm một hoàn cảnh hấp dẫn để gửi gắm nữa. Phải trở về với chính mình thôi. Khi mà mình trở về với chính mình thì cũng ngán lắm. Giống như là căn nhà mà mình bỏ đi hoang mấy chục năm, bây giờ quay về tiếp nhận trở lại, nó có sự hoang tàn, có sự đổ nát, có sự rệu rã. Nhưng mà mình phải trở về thôi. Nhà của mình mà mình không có tu sửa, không có giữ gìn, không có làm chủ, thì mình giao cho ai bây giờ? Mấy mươi năm rồi mình đã giao cho người khác. Cái kết quả nó tệ hại như vậy đó. Cho nên là mình không dám cho ai, giao cho ai nữa hết. Phải trở về làm chủ lấy căn nhà của mình.
làm chủ lấy cảm xúc của mình, làm chủ lấy những cái vọng tưởng của mình. Có những lúc chúng ta phân vân, không biết là mình nên quan tâm tới cái gì, nên nghĩ về ai đây. Hoặc là những lúc chúng ta cảm thấy tinh thần của mình bấn loạn, sợ hãi, hoang mang. Hoặc là có những lúc mình thấy cạn kiệt năng lượng, mệt mỏi, không muốn làm gì nữa hết, không muốn tiếp xúc với ai nữa hết, thì tốt nhất, giải pháp tốt nhất là hãy quay về với chính mình. Dĩ nhiên là chúng ta phải học những kỹ thuật để làm sao mình có thể kết nối với chính mình. Tại vì như đã nói là chúng ta rời xa chính mình lâu quá, cho nên khi mình trở lại thì mình cũng giống như là một kẻ xa lạ vậy. Mình phải luyện tập rất nhiều, bỏ rất nhiều thời gian ra để luyện tập, thì mình mới vào được cái cánh cửa của căn nhà của mình. Nhiều khi mình đi lâu quá là mình quên password, muốn vô mà vô không được, tại vì quen ở trọ rồi, quen tơ tưởng, quen suy diễn, quen mơ mộng, mà bây giờ phải đáp xuống, trở về để nhận lấy con người của mình, để cảm nhận con người của mình, để biết cái gì nó đang diễn ra trong con người của mình. Thì hồi đầu nó chán lắm, cảm giác nó rất là khô khan, không có gì hấp dẫn cả. Nhưng mà quý vị hãy trì trí. Thí dụ như quý vị được hướng dẫn nương tựa vào bước chân của mình. Tại vì trước giờ mỗi lần đi thì mình cố gắng suy nghĩ tới những dự án, kế hoạch. Khi mình đi thì mình tơ tưởng đủ thứ chuyện, nghĩ tới đủ thứ đối tượng. Thì bây giờ mình đi thì mình an trú vào bước chân. An trú tức là ở yên, đặt cái tâm mình vào cái bước chân của mình, để mình cảm nhận bước chân của mình khi đưa lên, khi dở chân lên, khi đưa chân tới và khi đặt bàn chân xuống. Quý vị cố gắng trì trí như vậy trong vòng 10 tới 15 phút là những cái cáu bận phiền não của mình nó bắt đầu nó lắng dịu xuống. Những vọng động nó bắt đầu lắng dịu xuống. Và mình gặt hái được một trạng thái nhẹ nhõm, bình an. Đó là mình nương tựa vào bước chân. Rồi mình còn tập nương tựa vào hơi thở. Thay vì đầu óc mình lúc nào cũng nghĩ tưởng lung tung, thì quý vị luyện tập cho mình, có những lúc mình cần nghĩ thì nghĩ, cần giải quyết một vấn đề thì cứ giải quyết. Thậm chí khi mình không giải quyết nổi vấn đề đó thì hãy cứ quay về, trở về, nương tựa vào chính mình, nương tựa vào hơi thở. Quý vị cứ trì trí thở vào, cảm nhận hơi thở đi vào. Thở ra, cảm nhận hơi thở đi ra. Chỉ có cảm nhận thôi. Cảm nhận một luồng không khí đi vào, cảm nhận một luồng không khí đi ra. Không suy nghĩ gì hết, không tưởng tượng gì hết. Chừng 5-10 phút là tâm mình nó bắt đầu nó quân bình trở lại. Và như bài pháp thoại ngày hôm qua có nói là khi tâm mình nó quân bình trở lại thì những năng lượng tiêu cực đó nó không còn phát sinh được nữa. Nó nhường chỗ cho những năng lượng tích cực như là sự thư giãn, sự bình an và cả trí tuệ. Trí tuệ nó chỉ có thể bước ra từ một cái tâm quân bình. Khi mình nương tựa vào chính mình là mình có mặt trong giờ phút của hiện tại, kết nối sâu sắc với thực tại, thì mình sẽ thấy cái gì nó cũng rõ ràng, cũng sâu sắc. Mình nhìn nắng lên, mình biết là nắng lên. Còn nếu mà mình không nương tựa vào chính mình á, mình nhìn nắng thì mình không biết là nắng đâu. Mình nhìn đối tượng rất là mờ nhạt, không nhận rõ được đối tượng,
thì làm sao mình biết được cái giá trị của đối tượng. Cho nên khi mình nhìn nắng lên mà mình biết nắng lên thì mình rất là hạnh phúc. Tại vì mình biết là mình vẫn còn sống và mình vẫn còn được sự bao bọc chở che của đất trời. Mình an trú vào bước chân, mình thấy quý đôi chân của mình còn lành lặn, còn bước đi trượt đôi chân của mình một cách dễ dàng, thông dong tự tại là một điều kiện hạnh phúc rất lớn. Khi mình thở vào, thở ra, mình thấy mình vẫn còn khỏe, còn thở được, còn sống, còn nhiều cơ hội để cứu chuộc những lầm lỡ, để tạo ra được nhiều năng lượng an lành, để tiếp tục giúp đỡ người thương của mình, cộng đồng của mình. Mình thấy rất là hạnh phúc. Khi trở về nương tựa chính mình là mình đã bắt đầu có hạnh phúc. Mặc dù như đã nói, cảm giác ban đầu thì nó không có hấp dẫn như là mình nương tựa vào các đối tượng khác. Nhưng mà rõ ràng là nương tựa vào chính mình thì không phải trả giá, không phải mặc cả, không có chờ đợi, không có hồi hộp, không có rủi may. Nương tựa vào chính mình rất là an toàn quý vị. Bây giờ mời đại chúng nghe một tiếng chuông và chúng ta hãy cùng tập thở với nhau. Chúng ta thả lỏng toàn thân, thả lỏng các cơ bắp trên gương mặt, thả lỏng đôi bờ vai, hai cánh tay, thả lỏng luôn các ngón tay. Nếu quý vị ngồi trên ghế thì thả lỏng luôn hai cẳng chân, bàn chân và các ngón chân. Mình có thể nở nụ cười hàm tiếu để giúp cho trên 300 cơ bắp của gương mặt được giãn nở ra. Mình đang cảm nhận về gương mặt của mình và toàn thân của mình. Và quý vị hãy chú ý vào hơi thở của mình đang tự động đi vào bằng đường mũi, tự động đi ra cũng bằng đường mũi. Mình đừng có cố tình hít vào hay là cố tình đẩy hơi thở ra, mà mình hãy để hơi thở vào ra một cách tự nhiên. Và chúng ta chỉ cảm nhận thôi, cảm nhận mà không suy tưởng. Cảm nhận hơi thở đi vào, suốt tiến trình đi vào. Cảm nhận hơi thở đi ra, suốt tiến trình hơi thở đi ra, rồi lại đi vào tự nhiên, rồi lại đi ra tự nhiên. Thả lỏng, tiếp tục cảm nhận hơi thở vào và ra. Nhớ thả lỏng toàn thân. Nhớ là đừng điều khiển hơi thở, mà để hơi thở tự nhiên đi vào và tự nhiên đi ra. Công việc của chúng ta chỉ là cảm nhận từng hơi thở một, mà đừng tưởng tượng, đừng ép uổng, đừng điều khiển hơi thở. Thỉnh thoảng tâm của mình nó cũng phóng đi, nó chú ý vào những âm thanh bên ngoài thì không sao cả. Mình chỉ nhắc nhở trở về, trở về, trở về. Bám vào hơi thở, an trú vào hơi thở, nương tựa vào hơi thở. Hoặc là hơi thở vào như thế nào, dài hay là ngắn. Hơi thở ra như thế nào, dài hay là ngắn. Dài cũng được, mà ngắn cũng được. Chỉ có điều là chúng ta biết nó như thế nào thôi. Điều đó để giúp chúng ta bớt suy nghĩ, bớt loạn tưởng, để trở về
biết rõ tình trạng của chính mình. Tâm mình có còn đó không? Có đang trở về và an trú vào hơi thở không? Hay vẫn đang nghĩ tưởng lung tung? Là nhắc nhở mình đưa tâm trở về, bám vào hơi thở, nương tựa vào hơi thở. Xin cảm ơn đại chúng. Tôi biết là có những vị trong vài phút vừa qua ngồi rất là yên, nhưng mà có nhiều người vẫn chưa ngồi yên được. Cũng dễ hiểu là tại vì ở trong quá khứ chúng ta đã từng thả rong tâm của mình để nó bay nhảy một cách vô tổ chức, vô kỷ luật. Mà bây giờ mình muốn nó đậu lại, nó ở yên với mình vài phút đừng suy nghĩ gì hết thì rất là khó. Và mình nên hoan hỷ chấp nhận cái tình trạng của mình, để rồi mình lại tiếp tục luyện tập. Lần thứ 5, lần thứ 10 thì tình trạng sẽ khác rất nhiều. Và mình phải ngồi thiền khoảng vài tháng sau, ngày nào cũng ngồi, mỗi ngày ngồi vài lần á, thì bắt đầu mình có cảm tưởng là mình đã về nhà, đã về được với chính mình, bắt đầu cảm nhận được thức ăn trong khi ăn, bắt đầu cảm nhận được bước chân trong khi bước đi, bắt đầu cảm nhận được cái giọng của mình khi mình đang nói chuyện, bắt đầu cảm nhận được toàn thân của mình cử động trong khi mình đang làm việc, bắt đầu quan sát được những phản ứng ở trong tâm, những cái gì mình thích, những cái gì mình không thích, mình muốn tìm tới đối tượng nào, mình muốn tránh né đối tượng nào, mình biết hết. Mặc dầu là mình chưa có thể điều khiển nó được, chưa làm chủ được, chưa loại trừ hết được những phiền não, nhưng mà mình đã bắt đầu có cái biết đó, có cái sự tỉnh giác, thấy ra được, thấy một cách chính xác về tình trạng của mình. Thay vì trước nay mình vẫn mơ hồ, vẫn ảo tưởng về bản thân mình.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có một cái câu tôi rất là thích trong bài Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Đó là câu Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên. Đối với Trịnh Công Sơn, ngồi thật yên là một niềm vui. Sơn cũng có nhiều niềm vui như là ngồi chơi với bạn bè, ca hát, sáng tác. Nhưng mà Sơn cũng rất thích ngồi yên. Có những lúc tôi gặp ảnh ngồi yên một mình trong khu vườn nhà, đơn giản là ngồi với một tách trà và nhìn những cái tia nắng ban mai rọi xuống sân vườn nhà anh. Hoặc là Sơn cũng tâm sự là sau những cái cuộc vui với bạn bè, Sơn có cảm giác trống rỗng, cảm thấy lạc lõng. Cho nên anh thích ngồi im một mình đối diện với bức tường trắng. Cứ nhìn vào bức tường thôi. Và để anh được trở về với chính mình một cách dễ dàng hơn. Anh cũng biết thở, cũng biết quan sát những suy nghĩ của mình. Và đó là một cách cứu rỗi anh, giúp anh vượt qua những cái cơn cảm xúc buồn chán, cô đơn. Khi mà quý vị có thể ngồi yên được chừng 15 phút trở lên, thì quý vị thấy mình rất là vững. Mình ngồi như là một ngọn núi, quý vị. Quý vị tập ngồi yên giống như là Đức Phật đang ngồi thiền vậy. Ngồi đừng có cựa quậy, đừng có nhúc nhích. Mặc dầu là có nhiều việc cần phải giải quyết, có nhiều thứ phải làm, nhưng mà quý vị phải cố gắng dành cho mình một khoảng thời gian trong ngày để ngồi thật là yên, gác qua mọi thứ để tập trung vào việc trở về với chính mình. Và khi mình ngồi yên như vậy, điện thoại reo mình cũng không bắt. Bất kỳ tiếng động bên ngoài nó có xảy ra, mình cũng không có chú ý tới. Và có nhiều việc cần phải giải quyết, tâm tưởng mình nó hoạt động liên tục, nhưng mà mình không đi theo, mình vẫn cứ kiên trì ngồi đó nửa giờ đồng hồ hay là một giờ đồng hồ. Thì nửa giờ hay là một giờ đồng hồ đó là nửa giờ hay là một giờ của sự trở về, của xây dựng sức mạnh ở bên trong. Càng trở về, càng nương tựa vào chính mình là càng xây dựng nội lực, càng củng cố thêm sức mạnh ở bên trong. Và khi quý vị mở rộng cái không gian thiền tập của mình ra, để lúc nào mình cũng có thể nương tựa vào chính mình, dù là mình đang tiếp xúc với một đối tượng nào đó hay là mình đang làm việc, thì cái sự bất an nó sẽ giảm dần, thay vào đó là một sự vững chãi, một sự đỉnh đạt và bình an. Cái này chúng ta phải luyện tập, chứ không phải tự nhiên mà có được. Phải luyện tập rất lâu thì mình mới có được cái kỹ năng đó. Và như vậy thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục sống, tiếp tục yêu thương, tiếp tục làm việc, tiếp tục cống hiến cho cuộc đời, nhưng mà với một cái tâm thế mới, đó là luôn nương tựa vào chính mình. Mình có một cái điểm tựa an toàn rồi, đó là chính mình. Dù có những lúc mình vẫn lạc lòng, mình vẫn bị cuốn vào đối tượng, cuốn vào công việc, nhưng mình có cái chỗ để quay về, biết nơi nào cần phải quay về. Dù có khi là muộn màng, nhưng mà vẫn còn hơn là không biết đi về đâu, không biết nương tựa vào đâu. Rồi mình cứ chờ đợi người khác, hy vọng vào người khác làm cho mình có hạnh phúc. Tuy nhiên Đức Phật nói nương tựa vào chính mình một cách tuyệt đối cũng không nên. Bản thân của sự dựa dẫm, của sự vướng kẹt đều là nguy hiểm. Đức Phật là một trong số ít những bậc thầy tâm linh khuyên học trò mình đừng có nương tựa vào mình, mà hãy nương tựa vào chính họ. Điều đó rất là hiếm có ở những bậc thầy tâm linh khác. Tại vì Đức Phật nói, Đức Phật không thể làm cho chúng ta có hạnh phúc được. Đức Phật không thể làm cho chúng ta hết khổ đau được. Đức Phật
chỉ có thể chỉ ra con đường, chỉ ra phương pháp. Còn đến được hay không là tùy vào sự nỗ lực của mỗi người. Nhưng mà ngay cả khi trở về nương tựa vào chính mình, thì Đức Phật nói nương tựa mà phải không nương tựa. Đừng có quá tin tưởng vào cảm xúc của mình, đừng có quá tin tưởng vào những cái thấy của mình, đừng có quá tin vào tâm của mình. Tại vì nó còn phiền não, nó còn là chúng sanh lắm, nó còn trần gian lắm. Cho nên mình chỉ học cách tiếp cận, quan sát và thấu hiểu thôi, chứ không có tin hết vào cái thực tại chưa có đủ giỏi của mình. Mình có thể làm được điều đó. Mình có thể quay về chính mình, học cách quan sát, thấu hiểu và nương tựa vào chính mình mà không bị kẹt vào trong đó. Tại khi mình bị kẹt vào trong đó thì mình sẽ không muốn chú ý vào bên ngoài, chú ý ra bên ngoài nữa, không muốn yêu thương nữa, không muốn làm việc nữa, không muốn đóng góp gì cho cuộc đời nữa. Cho nên trong phép hành thiền á, Đức Phật đề nghị chúng ta nương tựa theo 4 cấp độ. Cấp độ đầu tiên đó là nương tựa vào thân, gọi là quán thân. Cấp độ thứ hai là nương tựa vào thọ, tức là quan sát những dòng cảm thọ. Cấp độ thứ ba đó là nương tựa vào tâm, tức là quan sát những hiện tượng tâm lý. Và cấp độ thứ tư đó là quan sát các pháp, các đối tượng ở bên ngoài. Mãi cho tới khi mà chúng ta quan sát tốt về tâm của mình, từ thân, thọ và tâm, thì Đức Phật mới đề nghị chúng ta hãy quan sát pháp. Tại vì pháp nó dữ dằn lắm, các pháp nó thay đổi liên tục, các pháp nó có tính chất thu hút, làm hấp dẫn mình, khiến cho tâm mình dễ cuốn vào trong đó. Cho nên Đức Phật đề nghị chúng ta phải hoàn thiện bản thân mình trước, phải tu thân trước, rồi mới có thể giúp đời, giúp người sau. Cho nên cái câu hát của Trịnh Công Sơn là: mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương, rồi nghĩ lại mình. Mặc dầu là cái lời bài hát là nghĩ về quê hương trước, rồi nghĩ về mình sau, cho nó vần thôi. Nhưng mà anh Sơn có tâm sự với tôi là tất nhiên là phải nghĩ về mình. Nghĩ ở đây không có nghĩa là ích kỷ, mà là chịu trách nhiệm. Phải biết dọn dẹp rác rến ở trong lòng của mình. Phải thanh tịnh hóa tâm hồn mình, phải làm cho mình gọn gàng, sạch sẽ, tráng kiện, thì mình mới có thể giúp quê hương đất nước được, giúp cộng đồng, hay là một cái đoàn thể nhỏ như là gia đình của mình, hoặc là ít nhất là một người nào đó. Mình phải nương tựa vào mình trước, nương tựa một cách chắc chắn, thì mình mới dám mời một người nữa đi vào trong cuộc đời của mình. Tại vì cái nguy cơ mà mình rời bỏ mình để mà nương tựa vào người khác rất là cao. Nó lúc nào nó cũng sẵn sàng như vậy. Nếu mà mình tìm được một đối tượng hấp dẫn thì nguy hiểm vô cùng. Nguy hiểm vô cùng. Từ khi mình yêu thương người đó, chính là từ khi mình rời bỏ chính mình. Cho nên những cây đèn là cần thiết, không có nguy hiểm. Nhưng nó trở nên nguy hiểm chỉ khi chúng ta đánh mất chính mình quá lâu. Chúng ta đánh mất cái khả năng nương tựa vào chính mình. Cho nên trong lúc này, nếu chúng ta thấy tình trạng của mình quá yếu kém, thì hãy tạm gác những cây đèn qua một bên để toàn tâm quay về nương tựa chính mình. Khi nào chúng ta nương tựa vào chính mình đã ổn, đã vững, đã liên tục, đã thường xuyên rồi đó, thì hãy tiếp tục cầm những cây đèn lên. Những cây đèn có tính chất hỗ trợ. Những người thân yêu cũng quan trọng, cũng cần thiết. Với điều kiện là chúng ta đừng có dựa hoàn toàn vào họ. Quý vị thấy là trong liên hệ tình bạn, nếu mà chúng ta dừng lại ở cái mức trong sáng của tình bạn thì nó ổn lắm. Ổn vô cùng, đẹp. Nhưng mà chúng ta nếu vượt rào, vượt qua lằn chỉ đỏ, vượt qua ranh giới đáng lẽ không nên vượt qua, thì chúng ta cũng có những cảm giác sung sướng đã bay bổng. Nhưng mà cái giá phải trả là gì? Ngục tù bắt đầu được giăng ra. Lúc nào cũng nghiện vào cảm giác đó, cũng nhớ tới cảm giác đó, cũng tìm kiếm cảm giác đó, tìm đủ mọi phương cách để đạt được cảm giác đó thêm một lần nữa, thêm một lần nữa, rồi thêm một lần nữa.
không bao giờ biết chán và dừng lại. Nhưng mà đối tượng bên kia đâu có dễ dàng cho mình đạt được, cũng bắt mình phải trả giá, bắt mình phải bầm dập thì mới cho mình cái cảm giác đó. Thì vậy cho nên không ai làm cho chúng ta khổ được cả. Không ai. Nếu chúng ta đã nương tựa rất tốt vào bản thân mình, đã biết sống cho chính mình, đã biết thương yêu mình thật sự. Đức Phật luôn khuyến khích chúng ta phải thương yêu mình trước, rồi mới có thể thương yêu người khác được. Nếu mà mình chưa biết thương yêu mình, mà mình thương yêu người khác, thì đó không phải đích thực là thương yêu, mà chỉ là một sự dựa dẫm tình cảm, dựa dẫm cảm xúc mà thôi. Mà sự dựa dẫm thì sẽ đem tới khổ lụy. Khổ lụy cho mình và khổ lụy cho cái người mà mình yêu thương. Và quý vị hãy có niềm tin rằng tâm hồn mình đẹp lắm. Nó là một thế giới rất là kỳ bí, rất là màu nhiệm. Nó không thua gì cái thế giới bên ngoài, mà thậm chí nó còn trong sáng hơn, nó còn thuần khiết hơn. Mặc dù bên trong cũng có bóng tối, có phiền não, nhưng mà nếu mình phá vỡ được những cái bức tường phiền não, vượt qua được những cái bóng tối đó, thì đó là một cảnh giới tuyệt diệu vô cùng, đáng để cho chúng ta nhả ra, buông ra những cái bên ngoài để quay về với nó, nâng niu nó và sống với nó. Chúng ta chưa có thấy một bậc đức hạnh nào đem tới tự do hạnh phúc cho nhân loại, cho cộng đồng của mình, mà họ không có khả năng sống với đời sống của chính họ. Chưa có bao giờ. Điều đó cũng có nghĩa là một người mà cứ hăng hái cố gắng làm cho người khác có hạnh phúc thì kết quả vẫn là một câu chuyện buồn, vẫn là khổ đau. Rồi mình trách trời, trách đất, không hiểu tại sao mình sống hết lòng, hết dạ, mình hiến dâng tất cả mà kết cục lại như thế này. Yêu hết mình, yêu cuồng nhiệt đều là những cách gọi khác của sự dựa dẫm, của sự đánh mất chính mình mà thôi. Cho nên chỉ có con đường trở về nương tựa chính mình là con đường an toàn nhất. Chỉ có trở về nội tâm thì mới có thể làm cho đời sống mình khá hơn, bật dậy và mở qua những trang sách khác của cuộc đời. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Phúc Tịnh xin kết thúc podcast hôm nay tại đây. Bài pháp thoại mang tính chất tâm lý trị liệu do Thầy Minh Niệm và Cộng đồng Thiền Tâm lý Trị liệu Miền Tỉnh Thức thực hiện. Nếu thấy bài pháp thoại này là hữu ích, thì nhờ quý vị anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Kênh podcast Phúc Tịnh xin góp một phần để lan tỏa những bài pháp thoại đầy giá trị này đến với những người đang cần sự giúp đỡ về mặt tâm lý, cũng như những người thực sự ổn, để cùng xây dựng một xã hội bình yên, hạnh phúc hơn. Trân trọng cảm ơn mọi người đã theo dõi. Ngoài ra, do giải thuật của YouTube ưu tiên những video có nhiều like, nên nếu mà thích video này thì nhờ quý vị anh chị bấm thêm vào nút like video và ấn nút theo dõi kênh để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn. Xin cảm ơn sự theo dõi của anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối an lành.